Hai các bạn, đây là đầu dày lười hay còn gọi là đầu dày mọi, bằng da cá sấu, mặt ngoài và bên trong là lót bằng da bò. Con cá sấu phần đây là phần gù, là một trong những hai phần nó có giá trị nhất của con cá sấu, là phần gù và phần lưng bụng. Thì hôm nay mình giới thiệu các bạn về dày lười bằng gù da cá sấu. Thì cái đầu mình đây bán thì có size từ 38 đến 43, có hai màu, màu đỏ và màu nâu đen đó, hai màu chính. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ số điện thoại 0949587079. Xin chào và hẹn.